vào ngày mới, những cánh đồng lúa ven sông bằng, những cánh rừng chúng trên cá béo, những tiếng đàn tính nghe rộn rã. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chào ngày mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Hôm nay thứ năm ngày 9 tháng 1. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin tức trong tỉnh được cập nhật. Năm 2019, Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng đã thu ngân sách nhà nước được 366,3 tỷ đồng, đạt 286% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao. Trong đó, địa bàn Cao Bằng thu 350,9 tỷ đồng, đạt 281% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, đạt 222% chỉ tiêu Tổng cục Hải quan giao, đạt 234% chỉ tiêu Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tăng 40% so với cùng kỳ năm 2018. Địa bàn Bắc Cạn thu 15,4 tỷ, đạt 512% chỉ tiêu Bộ Tài chính giao, tăng 779% so với năm 2018. Thu hồi tiền chậm nộp thuế hơn 152 triệu 794 nghìn đồng, đề xuất và được Tổng cục Hải quan xóa nợ thuế của một doanh nghiệp với số tiền hơn 117 triệu 140 nghìn đồng và không để phát sinh thêm nợ mới. Phối hợp thu phí sử dụng cơ sở hạ tầng cửa khẩu trên 171 tỷ đồng. Ngày 8 tháng 1, Ban Chỉ đạo Liên ngành Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh đến kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và lễ hội xuân 2020 tại huyện Hạ Lang. Đoàn tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, phụ gia thực phẩm tại bếp ăn trường học. Hộ sản xuất, cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, tập trung những cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán như giò, chả, bánh khảo, bánh nướng và các cơ sở dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra, bên cạnh các cơ sở chấp hành tốt, vẫn còn một số cơ sở, cửa hàng chưa đảm bảo điều kiện sản xuất kinh doanh an toàn thực phẩm như vệ sinh bếp ăn học sinh, trang thiết bị, điều kiện về nguyên liệu đầu vào. Đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh, huyện đề nghị các trường học, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, về nguồn gốc nguyên liệu sản xuất, phải có hợp đồng mua bán với bên cung cấp nguyên liệu, phụ gia chế biến phải có nhãn mác xuất xứ. Trong năm 2019, Điện lực Thạch An đã cung ứng đủ điện phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân trên địa bàn huyện. Năm 2019, Điện lực Thạch An cung cấp điện ổn định liên tục với chất lượng điện năng tốt. Trong đó, điện thương phẩm đạt 9,480 triệu kWh, doanh thu tiền điện đạt 17,9 tỷ đồng. Công tác dịch vụ khách hàng được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, quy trình kinh doanh. Trong năm 2019 đã sửa chữa 3 trạm biến áp, lắp đặt 632 công tơ điện tử, tổ chức phát quang hành lang lưới điện có nguy cơ gây mất an toàn. Tổ chức sửa chữa thay mới 600 mét đường dây từ công tơ về đến nhà và đường dây trong nhà, lắp đặt 80 bảng điện, ổ cắm, công tắc, 20 aftermat bóng đèn cho 20 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại các xã Trọng Con, Lê Lai, Thị Ngân. Trong thời gian tới, Điện lực Thạch An tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra giám sát điện năng, tổ chức thực hiện tốt công tác kinh doanh bán điện, thực hiện đúng quy trình kinh doanh điện năng, nâng cao công tác an toàn bảo hộ lao động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh doanh của cấp trên giao. Từ đầu năm 2017, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh tạm dừng phối hợp với Thanh tra Giao thông thuộc Sở Giao thông Vận tải tại trạm cân kiểm tra tải trọng xe lưu động số 57. Mặc dù lực lượng Thanh tra Sở Giao thông Vận tải vẫn tiếp tục duy trì hoạt động của trạm 24/24 giờ, tất cả các ngày trong tuần. Với kết quả thực hiện cân tải trọng phương tiện năm 2019 đã đạt được kết quả khả quan so với những năm trước, song thực tế vẫn còn những hạn chế cần được tháo gỡ. Do thiết bị trạm cân điện tử được trang bị đã lâu, ảnh hưởng của thời tiết nên thường xuyên hư hỏng. Lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh đã sử dụng cân sách tay để tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các phương tiện vi phạm về chở hàng quá tải trọng cho phép, tự ý cải tạo, cơi nới thùng thành xe trái quy định tham gia giao thông trên các tuyến đường trên địa bàn tỉnh. Năm 2019, lực lượng Thanh tra Giao thông tỉnh đã thực hiện 7 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành về công tác đào tạo mô tô năm 2017, năm 2018 đối với 4 cơ sở đào tạo lái xe mô tô. Kiểm định 2 đơn vị về nội dung kiểm tra công tác kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới đường bộ. Vi phạm về thi công công trình trong phạm vi đất dành cho đường bộ. Điều kiện người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.
phương tiện chở hàng quá khổ, quá tải, cải tạo cơi nới thành thùng xe trái quy định, vi phạm về hành lang an toàn giao thông đường bộ, do đó ảnh hưởng đến kết quả công tác cân tải trọng phương tiện. Kết quả, năm 2019 đã kiểm tra 649 lượt xe, phát hiện 35 trường hợp vi phạm, xử phạt 46,8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 3 trường hợp. Mặc dù tình trạng quá tải đã có chiều hướng giảm, song vẫn còn diễn ra phức tạp tại các khu vực nội tỉnh. Trong năm 2019 thì thực hiện cái kế hoạch của Sở Giao thông về công tác kiểm soát tải trọng xe, lực lượng thanh tra giao thông cũng đã triển khai với các cái biện pháp ở các tuyến, đặc biệt là cái tuyến quốc lộ 4A, có cái đội lưu động ở các cái tuyến khác, thì trong đó là cái trạm cân của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cấp cho tỉnh Cao Bằng, thì lực lượng thanh tra giao thông đã triển khai và bố trí lực lượng. Thì trong quá trình triển khai thì đối với cái địa bàn tỉnh Cao Bằng thì rộng, thì cái tuyến đường quốc lộ 4A thì anh em vẫn tập trung và giải quyết các cái phương tiện quá tải và vào đến địa phận Cao Bằng. Trong năm 2019 thì đối với lực lượng thanh tra giao thông cũng đã hoàn thành cái trách nhiệm, cái nhiệm vụ của mình trong cái thực hiện cái nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện. Nguyên nhân trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, ngoài 3 tuyến quốc lộ 4, quốc lộ 3 và quốc lộ 34 thì còn rất nhiều tuyến đường tỉnh, huyện ra khu vực biên giới, nhiều điểm mỏ khai thác vật liệu, lượng xe vận tải lưu thông khá lớn. Trong khi đó, thiết bị trạm cân đã xuống cấp hư hỏng, lực lượng thanh tra giao thông còn thiếu và thực hiện nhiều nhiệm vụ đã ảnh hưởng tới hoạt động kiểm soát tải trọng phương tiện. Để tiếp tục duy trì trạm cân hiệu quả, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, năm 2020, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập phương án, tham mưu đề xuất với lãnh đạo ngành giao thông và Ban An toàn giao thông tỉnh những giải pháp tăng cường công tác kiểm soát tải trọng và bảo vệ hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Đầu năm 2020, thì Thanh tra Sở đã xây dựng kế hoạch, chương trình kế hoạch của năm 2020, trong đó tập trung chú trọng vào cái việc kiểm soát tải trọng phương tiện và xử lý cái vi phạm hành lang. Và bên cạnh đó là triển khai các cái cuộc thanh tra và tuần tra kiểm soát đột xuất của đội cơ động để xử lý các cái phương tiện mà có nguy cơ là sẽ tiếp tục tái diễn cái chở quá tải trên cái địa bàn tỉnh Cao Bằng. Thế do vậy thì Thanh tra Sở Giao thông Vận tải cũng đã đầu năm cũng đã triển khai cái phương án là tiếp tục triển khai các cái tuyến cải tạo trên cái địa bàn tỉnh là kiểm tra và xử lý những cái phương tiện mà chở vật liệu hoặc là chở các cái vật liệu khác trên địa bàn tỉnh Cao Bằng mà quá tải. Thế còn đối với trạm quá tải thì vẫn tiếp tục triển khai theo hai cái điểm. Một, trên quốc lộ 4A, địa bàn xã Ngọc Xuân, và cái điểm thứ hai nữa là điểm trên quốc lộ 3. Thì hiện nay trên điểm quốc lộ 3 thì cái tình hình, cái mật độ dân cư đông, Thanh tra Sở cũng đã đang đặt vấn đề với tuyến quốc lộ 3 để tìm cái chỗ vị trí đặt cho cân cho hợp lý để chuyển lưu động liên tục để kiểm soát cái phương tiện trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Với những giải pháp cụ thể và sự vào cuộc của các cấp ngành địa phương, năm 2020, công tác thanh tra giao thông và kiểm soát tải trọng sẽ đạt được kết quả cao hơn, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Chuyển sang phần tin trong nước. Vừa qua tại hội nghị triển khai Nghị định 99 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học, các đại biểu đã khẳng định tự chủ đại học là xu thế tất yếu, tuy nhiên cần tăng quyền tự chủ cho các trường đại học và chuyển từ cơ chế bao cấp sang cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ. Nghị định số 99 tập trung vào các nội dung hướng dẫn về hệ thống cơ sở giáo dục đại học, hội đồng trường, quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình, hệ thống văn bằng giáo dục đại học và văn bằng đối với một số ngành đào tạo chuyên sâu đặc thù. Nhiều ý kiến nhấn mạnh luật sửa đổi lần này về cơ bản đã cởi trói được những vấn đề liên quan đến quản lý nhà nước về chuyên môn, đặc biệt là về mặt học thuật,
Đây là vấn đề lớn nhất để các cơ sở giáo dục đại học có thể tự chủ. Trong luật này thì cũng đã có những cái tháo gỡ nhất định đối với các cái lĩnh vực mà thuộc cái hoạt động của nhà trường. Ví dụ như là về tài chính tài sản, ví dụ như là về tổ chức nhân sự thì nó cũng đã có những cái quy định cụ thể và theo cái hướng là cởi mở hơn, tháo gỡ những cái khó khăn trong thực tế của các cơ sở giáo dục đại học thực hiện vướng mắc trong cái quá trình hoạt động trong thời gian vừa qua. Và đó cũng chính là một cái lý do mà Quốc hội đã sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học. Những cơ sở như chúng tôi khi mà được trao cái quyền quyết định về học thuật thì chúng tôi hoàn toàn có quyền được quyết định xem đào tạo cái gì, đào tạo như thế nào, đáp ứng đúng cái nhu cầu của xã hội, đồng thời phải chịu trách nhiệm là giải trình với xã hội, giải trình với người học và giải trình với cơ quan quản lý nhà nước. Và như vậy là xóa bỏ một cái cơ chế là theo kiểu là xin cho hay là gọi là cấp phép giấy cấp con trong cái quản trị về chuyên môn học thuật. Tôi cho rằng đây là yếu tố căn bản nhất để giúp cho các cái cơ sở giáo dục đại học như chúng tôi có thể vươn lên được những các cái đáp ứng nhu cầu của xã hội. Tự chủ đại học là xu thế tất yếu, tuy nhiên để tránh việc lạm dụng quyền tự chủ thì những quy định của nghị định tập trung vào nhiều giải pháp, trong đó chuẩn giáo viên, chuẩn đào tạo, nhất là đầu ra sẽ được kiểm định chặt chẽ. Các chuẩn này sẽ được công khai minh bạch qua cơ sở dữ liệu mà ai cũng có thể tra cứu, nhất là đơn vị sử dụng lao động. Đó là cơ sở để công khai cho xã hội, người học và phụ huynh biết chất lượng của từng trường đến đâu để có lựa chọn hợp lý. Bộ yêu cầu các trường đại học phải xây dựng một cái bộ cơ sở dữ liệu về chất lượng và công khai để theo đó bộ giáo dục cũng như các cơ quan khác giám sát. Tôi lấy ví dụ như văn bằng. Tới đây thì sinh viên theo học các cái dạng loại khác nhau là phải công khai cái dữ liệu và cái văn bằng chứng chỉ cũng phải công khai. Và cái người sử dụng lao động hay ai quan tâm chỉ cần vào cái cơ sở dữ liệu là biết ngay được là cái người này là qua học không hoặc học thế nào thì sẽ khắc phục được rất căn bản là tình trạng là bằng giả. Tuy nhiên về quyền tự chủ, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng thừa nhận nghị định chủ yếu tập trung hướng dẫn chi tiết về quyền tự chủ trong hoạt động chuyên môn của các trường đại học, còn những vấn đề liên quan đến nhân sự, cơ chế tài chính thì các trường lại thực hiện theo những quy định chung của luật và các quy định hiện hành. Đây cũng là điều mà các trường mong muốn sẽ được chính phủ tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ trong thời gian tới. Chỉ còn gần 20 ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Canh Tí 2020, nhiều hoạt động thiện nguyện đã được các đơn vị cũng như doanh nghiệp tổ chức góp phần mang đến cho người nghèo những mảnh đời khốn khó, một mùa đông ấm và một cái Tết cổ truyền đủ đầy hơn. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV vừa thực hiện công bố chương trình quà Tết tặng người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tí và tổng kết giải chạy Tết ấm cho người nghèo. Đây là năm thứ 12 liên tiếp BIDV thực hiện chương trình an sinh xã hội ý nghĩa này. Tiếp nối chương trình trao tặng quà Tết được thực hiện thường niên liên tục từ năm 2009, với mong muốn góp thêm cho đồng bào nghèo một cái Tết ấm áp hơn. Tết Canh Tí 2020, công đoàn BIDV đã phát động phong trào quyên góp 40.000 suất quà Tết trị giá 20 tỷ đồng tặng đồng bào trên khắp cả nước. Trong đó, thông qua giải chạy Tết ấm cho người nghèo đã quyên góp 5,8 tỷ đồng. Trị giá trung bình mỗi suất quà Tết là 500.000 đồng một suất. Chương trình quà Tết tặng đồng bào nghèo với đối tượng ưu tiên là đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị thiên tai do lũ lụt và rét đậm, rét hại, hạn mặn. Các gia đình thương binh liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, công nhân viên chức lao động nghèo, bệnh nhân nghèo, người già neo đơn, trẻ em nghèo không nơi nương tựa. Công đoàn các chi nhánh BIDV sẽ kết hợp với các cơ quan ban ngành, chức năng tại địa phương như Liên đoàn Lao động tỉnh, các quỹ bảo trợ xã hội, các trung tâm chăm sóc thương bệnh binh, thực hiện tặng quà đến tận tay người nghèo. Tặng quà Tết cho người nghèo là hoạt động ý nghĩa thường niên được BIDV thực hiện từ nhiều năm qua trên quy mô toàn quốc. Từ năm 2009 cho đến nay, BIDV đã dành tặng tổng số hơn 600.000 suất quà, tổng giá trị hơn 160 tỷ đồng. Quyền Thứ trưởng Bộ Tình trạng Khẩn cấp Nga, ông Anatoly Subrunovsky xác nhận những người thiệt mạng trong vụ cháy trang trại ở ngoại ô Moscow là công dân Việt Nam. Hãng thông tấn TASS cho biết, theo thông tin ban đầu, những người chết do hỏa hoạn trong các trang trại trồng rau ở làng Nesterovo thuộc quận Ramensky, tỉnh Moscow là người Việt Nam. Tuy nhiên, họ không đăng ký tại Liên bang Nga. Ông Subrunovsky được TASS dẫn lời thông báo.
thi thể 8 người được tìm thấy trong vụ hỏa hoạn. Có lẽ họ là công dân Việt Nam. Theo thông tin của chúng tôi, họ không đăng ký cư trú. Ông Subrunowski xác nhận chập điện có thể là nguyên nhân gây ra hỏa hoạn. Một nguồn tin cảnh sát Nga cho biết những người thiệt mạng gồm một phụ nữ và 7 người đàn ông. Một phụ nữ khác đã được đưa đến bệnh viện để điều trị và được các nhân viên điều tra thẩm vấn. Cơ quan điều tra tỉnh Moscow thông báo với TASS nguyên nhân vụ cháy là do hệ thống điện không được bảo trì theo quy định và đã khởi tố một vụ án hình sự. Thông báo có nội dung, theo dữ liệu ban đầu, nguyên nhân của vụ tai nạn là do lỗi trong hệ thống dây điện, đã khởi tố một vụ án hình sự vì 8 người thiệt mạng trong vụ cháy khu nhà kính theo khoản 3, điều 109 Bộ Luật Hình sự Liên bang Nga, gây chết người do sơ suất 2 người trở lên. Các nhà điều tra cũng đã khám nghiệm hiện trường vụ việc. Nhận định về thị trường bất động sản năm 2020, nhiều chuyên gia đã dùng hình ảnh chiếc phễu để sàng lọc, chính là những chính sách mới sẽ được thực thi. Theo đó, những chính sách mới sẽ làm cho dòng chảy được kiểm soát hơn, dự báo sẽ khởi đầu cho một cuộc thanh lọc mạnh mẽ trên thị trường. Một chính sách mới được tất cả doanh nghiệp trông ngóng và nhiều người dân quan tâm, đó là chính phủ đã chính thức ban hành Nghị định 96 về khung giá đất mới áp dụng cho giai đoạn 5 năm, từ năm 2020 đến năm 2024, với mức tăng chung 20%. Ngay lập tức, hàng loạt địa phương đã ban hành bảng giá đất áp dụng cho từng khu vực. Liệu các chủ đầu tư có lợi dụng việc tăng khung giá đất để tăng giá nhà là câu hỏi mà dư luận quan tâm trong những ngày qua. Trong những ngày này, các doanh nghiệp, nhà đầu tư bất động sản nhắc nhiều nhất tới câu chuyện siết tín dụng dành cho bất động sản. Nguyên nhân siết cho vay bất động sản được lý giải là vì đây vẫn còn là lĩnh vực có nhiều rủi ro, nên chính phủ không chủ quan khi kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực này, đồng thời hạn chế nợ xấu, chỉ xem xét các dự án vay vốn khả thi, thận trọng cho vay nhà đầu tư thứ cấp. Theo báo cáo mới nhất của Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, năm 2019, bất động sản tiếp tục đứng thứ hai trong các lĩnh vực thu hút FDI. Địa ốc thu hút tổng vốn đầu tư 3,88 tỷ đô la Mỹ, chiếm 10,2% tổng vốn FDI đầu tư đăng ký. Sử dụng thiết bị gia dụng thông minh, mua sắm đa kênh, thanh toán không dùng tiền mặt là những xu hướng tiêu dùng nổi bật trong năm 2020. Xu hướng sử dụng thiết bị gia dụng thông minh được nhắc đến là một trong những xu hướng tiêu dùng nổi bật trong năm 2020, chủ yếu dành cho những hộ gia đình thu nhập trung bình cao. Vai trò của thiết bị thông minh thể hiện ngay trong bữa ăn, giấc ngủ. Tiện lợi, không mất nhiều thời gian, hưởng nhiều khuyến mại, mua sắm đa kênh đang là xu hướng được nhiều người tiêu dùng lựa chọn. Đây là yếu tố mà các doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp bán lẻ cần nắm bắt để thay đổi, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người tiêu dùng. Những siêu thị nhỏ, cửa hàng tiện lợi của Việt Nam hay nước ngoài mọc sản sát, dành từng mét vuông đất vàng tại trung tâm các thành phố lớn. Trên chợ mạng vẫn tiếp tục là cuộc chiến đốt tiền giữa các sàn thương mại điện tử qua các đợt giảm giá khủng hay cạnh tranh bằng dịch vụ để trở thành nút chạm tay đầu tiên của người tiêu dùng. Khảo sát của nền tảng quản lý bán hàng đa kênh Sapo trên 5.000 khách hàng doanh nghiệp, trước sự thay đổi hành vi tiêu dùng của khách hàng, 93% doanh nghiệp hiện nay bán hàng từ hai kênh trở lên. Ví điện tử, thanh toán một chạm, thậm chí không chạm, vừa an toàn, tiện lợi, lại nhiều phần trăm ưu đãi. Xu hướng thanh toán không dùng tiền mặt sẽ đồng hành cùng người tiêu dùng năm nay. Bên cạnh tận hưởng sự tiện lợi của công nghệ, nhận thức của người tiêu dùng, đặc biệt trong vấn đề bảo vệ môi trường, sống xanh cũng được nâng lên. Mới đây, Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái được đài CNBC của Mỹ đánh giá là địa điểm đáng du lịch trải nghiệm nhất năm 2020. Bài viết trên CNBC mở đầu với những câu giới thiệu hấp dẫn về Mù Cang Chải, Yên Bái. Nằm sâu trong các thung lũng được bồi đắp bởi sông Hồng, ruộng bậc thang phủ lên những ngọn núi gồ ghề, một thảm xanh màu ngọc lục bảo, trông như muốn vươn tới các tầng trời. Tiếp đó, bài viết giới thiệu chi tiết về vẻ đẹp địa danh cũng như những lưu ý cho du khách khi đến Mù Cang Chải, Yên Bái, với các mục chơi gì, thời điểm nên đi, nổi bật với hàng loạt ngôi làng đầy màu sắc trên núi, bao quanh bằng những ruộng bậc thang cao chót vót. Mù Cang Chải là địa danh thu hút nhiều khách du lịch trong và ngoài nước bởi vẻ đẹp hoang sơ. Cùng với sự gia tăng số lượng khách du lịch tới Việt Nam nói chung, Thông tấn xã Việt Nam ước tính Mù Cang Chải đón 90.000 lượt khách trong năm 2018, cao hơn nhiều con số 20.000 du khách trong năm 2015. Chính quyền địa phương đang tìm cách bảo vệ dân tộc địa phương, đồng thời nâng cao nhận thức về môi trường và du lịch sinh thái. Căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông sau vụ không kích của Mỹ, khiến người đứng đầu cơ quan đặc vụ nước ngoài Iran, tướng Soleimani, thiệt mạng.
Các thị trường đang không ngừng biến động những ngày qua. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra trong lúc này là về chung và dài hạn, sự cố vừa qua sẽ tác động như thế nào tới nền kinh tế? Những kịch bản nào có thể xảy ra trong thời gian tới? Giá dầu trong thời gian qua đã được giữ ở mức tương đối ổn định với 60 đô la một thùng, bất chấp nhiều yếu tố thắt chặt nguồn cung dầu. Tuy nhiên, với sự cố vừa xảy ra, thị trường dầu được cho đang manh nha những nhân tố không thể xem nhẹ. Kịch bản được báo The National, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất nhắc đến là Iran sẽ sử dụng các lực lượng thân tín của mình tấn công các hoạt động khai thác dầu của phương Tây ở miền Nam Iraq, tấn công người Mỹ và các tài sản của Mỹ trên toàn khu vực. Khi đó, Mỹ sẽ tiến hành các chiến dịch trên diện rộng, tiêu diệt những lực lượng được cho là do Iran ủy nhiệm tại khu vực. Trung Đông khi đó sẽ bị đặt vào một cuộc xung đột vũ trang thực sự giữa Mỹ và Iran, dù đó là một cuộc xung đột gián tiếp. Nhìn chung, dư luận Trung Đông cho rằng việc Mỹ không kích khiến một nhân vật rất có quyền lực tại Iran như tướng Soleimani thiệt mạng giống như một lời tuyên chiến với Tehran. Căng thẳng tại Trung Đông chắc chắn sẽ bị đẩy lên một cấp độ mới. Các thị trường, ít nhất về trung hạn, sẽ khó mà yên ổn. Và mức độ biến động mạnh hay nhẹ còn phụ thuộc vào khả năng kiềm chế của các bên. Du lịch Việt Nam đã khép lại một năm khá thành công với hơn 85.000 khách nội địa, hơn 18 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu hơn 720.000 tỷ đồng. Hiện nay, xu hướng nổi bật của các doanh nghiệp là đầu tư hệ sinh thái tất cả trong một với những tổ hợp khép kín tiêu chuẩn quốc tế. Theo các chuyên gia, đây chính là một trong những chiếc chìa khóa đẩy mạnh cả chất và lượng cho du lịch Việt Nam. Từ đầu năm nay, du khách đến Hòn Thơm, Phú Quốc có thêm trải nghiệm mới là Aquatopia, công viên nước chủ đề duy nhất tại Việt Nam mang phong cách đảo hoang với đa dạng trò chơi cho cả gia đình. Công viên này thuộc quần thể Sun World Hòn Thơm, làm đa dạng hóa sản phẩm du lịch tại Nam đảo. Là hòn đảo lớn nhất trong cụm đảo An Thới, khí hậu ôn hòa, Hòn Thơm đang nổi lên là điểm đến bốn mùa với tổ hợp du lịch khép kín gồm nghỉ dưỡng, cáp treo, vui chơi giải trí, ẩm thực, mua sắm và các loại hình du lịch. Dịp Tết Dương lịch 2020, công suất phòng tại đây lên tới 98%. Sự bứt phá của hệ sinh thái du lịch đẳng cấp ở Nam đảo góp phần đem lại cho Phú Quốc tăng trưởng du lịch hơn 30%, doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng, chiếm 92% số thu toàn tỉnh. Bên cạnh Sun Group với sân bay Vân Đồn và các tổ hợp nghỉ dưỡng vui chơi giải trí tại Hạ Long, Lào Cai, Đà Nẵng, Phú Quốc, Vingroup với các khu du lịch khép kín từ Bắc vào Nam, FLC phát triển hãng hàng không và các khu nghỉ dưỡng Sun Gold tại Sầm Sơn, Hạ Long, Quy Nhơn. Nhà lữ hành Viettravel sắp mở hãng hàng không, đầu tư hệ sinh thái đang làm thay đổi diện mạo du lịch Việt Nam. Ngay từ giữa thế kỷ 20, các nước láng giềng đã xây dựng mô hình quần thể nghỉ dưỡng vui chơi giải trí, mỗi năm thu về vài tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái, du lịch Việt Nam đạt doanh thu hơn 720.000 tỷ đồng. Theo các nhà chiến lược, nếu có thêm nhiều tổ hợp du lịch khép kín đẳng cấp quốc tế, mỗi năm doanh thu du lịch của chúng ta có thể tăng thêm ít nhất gần 3,2 tỷ đô la Mỹ, ngang bằng Thái Lan. Truyền rằng có loại thuốc có thể thổi bay nồng độ cồn sau khi uống rượu bia, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế cho biết hiện chưa có một sản phẩm dược phẩm nào được cấp phép lưu hành tại Việt Nam có công dụng như vậy. Theo Nghị định số 100/2019 áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, khi lái xe có nồng độ cồn trong máu, hơi thở sẽ bị xử phạt rất nặng, mức phạt thấp nhất là 200.000 đồng. Với nồng độ cồn từ 0 đến 0,24 mg trên 1 lít khí thở, người điều khiển xe sẽ bắt đầu bị phạt tiền và giữ giấy phép lái xe. Mức xử phạt cao nhất khi nồng độ cồn trên 0,4 mg 1 lít khí thở đối với người điều khiển xe ô tô từ 30 đến 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng. Đối với người điều khiển xe mô tô từ 6 đến 8 triệu đồng,
tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 đến 24 tháng, người điều khiển xe đạp, xe thô sơ từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng. Đánh trúng tâm lý của người dân, nhất là các tài xế lo sợ về mức xử phạt mới đối với người điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn. Những ngày qua trên thị trường xuất hiện nhiều loại thuốc, thực phẩm chức năng và kẹo được quảng cáo giúp tẩy nhanh nồng độ cồn, giải rượu bia thần tốc, xả nhanh lượng cồn, hỗ trợ giảm nhanh cơn say. Tuy nhiên, thông tin từ Cục Quản lý Dược cho biết chưa một sản phẩm dược phẩm nào được cấp phép lưu hành tại Việt Nam có công dụng thổi bay nồng độ cồn. Ngay cả thế giới cũng chưa có loại thuốc nào chứng minh được công dụng này. Hiện chỉ có một số thực phẩm chức năng có tác dụng hỗ trợ quá trình chuyển hóa, làm tăng việc đào thải qua gan, giảm hấp thu rượu, chứ không thể làm hết nồng độ cồn trong máu cũng như hơi thở. Về vấn đề này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Nhân Thắng, trưởng khoa dược, Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội cho rằng, trên thực tế có một số thuốc gây cảm ứng enzyme gan giúp gan tăng cường chuyển hóa, đào thải rượu. Tuy nhiên, loại thuốc này phải được dùng trong cấp cứu y khoa như nghiện rượu, ngộ độc với sự chỉ định của bác sĩ. Quá trình sử dụng thuốc phải được theo dõi chặt chẽ tại cơ sở y tế vì có thể gây ra phản ứng nguy hại cho sức khỏe. Chẳng hạn với một đơn vị cồn tương đương 300ml bia hoặc 30ml rượu, bình thường cơ thể phải mất khoảng 1 giờ đồng hồ mới đào thải hết. Nhưng nếu sử dụng thuốc, quá trình chuyển hóa có thể diễn ra nhanh hơn 30-45 phút. Mặc dù vậy, Tiến sĩ Thắng cho rằng không thể thổi bay được nồng độ cồn trong chốc lát. Những thông tin về dự báo thời tiết cũng đã khép lại chương trình Chào Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.